tuyển Việt Nam đã trải qua 3 ngày tập trung và vẫn trong giai đoạn khởi động chứ chưa bắt tay vào giai đoạn quan trọng nhất. Tuy nhiên, việc một số cầu thủ chấn thương vẫn xuất hiện rải rác, có thể từ trước khi tập trung và sau khi bắt đầu tập luyện. Ví dụ như Văn Hậu hầu như chưa thể tập luyện do chấn thương gặp phải ở cấp câu lạc bộ. Mới nhất, trong buổi tập ngày hôm qua, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn là người tiếp theo phải nghỉ tập sớm. Thậm chí, chấn thương của anh còn đến trong một tình huống khá hy hữu. Cầu thủ sinh năm 1996 bị trượt cỏ, dẫn đến chấn thương hiếm gặp đó là tổn thương điểm bám nhóm cơ chân ngỗng ở đầu gối. Thực tế, vết đau không quá nghiêm trọng nhưng nếu không điều trị cẩn thận, ít nhiều có thể tạo ra hệ lụy không tốt. Đặc biệt, chấn thương này có thể ảnh hưởng đến tốc độ, vốn là điểm mạnh đặc biệt của Văn Toàn. Đến thời điểm này, một cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Tuấn Anh cũng phải tập riêng. Sau khi bình phục chấn thương gặp phải ở vòng loại World Cup 2022, anh đã có thể trở lại tập luyện cùng Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, cuối tháng 7, cầu thủ này lại bất ngờ bị chấn thương ở cổ chân. Đây là lý do khiến anh tạm thời chưa thể nuốt trọn giáo án cùng đồng đội. Theo đó, huấn luyện viên Petrovic đã chủ động xin giảm lương khi V-League phải tạm hoãn dài ngày. Đồng thời, nhà cầm quân lão luyện này cũng đồng ý với đề nghị gia hạn hợp đồng 1 năm từ phía Đông Á Thanh Hóa. Đáng nói hơn, ông sẵn sàng giảm cả lương trong bản hợp đồng mới, chứ không chỉ riêng những tháng V-League 2021 tạm hoãn bởi sự sẻ chia và cảm thông với khó khăn chung của đội bóng. Ông Cao Hoàng Đức, giám đốc điều hành câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cho biết, thú thực, tôi cũng rất bất ngờ khi nghe huấn luyện viên Petrovic trao đổi rằng ông ấy muốn giảm lương. Ông Petrovic nói rằng đó là điều nên làm giữa mùa dịch. Tôi và ban lãnh đạo đội bóng thực sự rất xúc động với tình cảm ấy. Trên thực tế, đội bóng xứ Thanh không nằm trong nhóm hộ nghèo tại V-League. Nền tảng tài chính khá vững chắc từ ông Cao Tiến Đoan là cơ sở để họ thường xuyên thưởng lớn sau mỗi trận thắng. Thế nhưng, việc V-League phải kéo dài thêm nhiều tháng chắc chắn sẽ khiến nhiều khoản chi phí phát sinh ngoài dự toán của tất cả đội bóng chứ không riêng gì Thanh Hóa. Đây không phải là sự kết thúc, cuộc sống bóng đá vẫn phải tiếp tục. Trong tháng 9, vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh. Tôi hy vọng sẽ gặp lại mọi người khi đó và thể hiện những gì tốt nhất cho tuyển Nhật Bản. Đội trưởng Olympic Nhật Bản Maya Yoshida cho biết sau trận thua Mexico. Đội hình Olympic Nhật Bản được xem là phiên bản thu nhỏ của tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội U23 cũng là người dẫn dắt tuyển quốc gia nước này. Ngoài Yoshida, một loạt cầu thủ vừa thi đấu tại Thế vận hội, nhiều khả năng cũng được gọi lên chuẩn bị cho vòng loại World Cup như Ritsudan, Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, Takefusa Kubo. Chúng tôi muốn thể hiện sức mạnh của mình tại vòng loại World Cup, Yoshida cam kết. Tuyển Nhật Bản là đội được đánh giá cao nhất tại bảng B vòng loại World Cup 2022 khi cùng bảng với tuyển Việt Nam, Australia, Oman, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc. Theo lịch, tuyển Nhật Bản sẽ có trận ra quân gặp Oman trên sân nhà ngày 2 tháng 9. Sau đó 5 ngày, họ sẽ làm khách trên sân Trung Quốc. Khả năng, Yoshida cùng đồng đội giành chọn 6 điểm ở hai trận này rất cao. Mới đây, tờ Bola Sport của Indonesia đưa tin, huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia nước này là ông Shin Tae-yong trở thành F1 của ca nhiễm Covid-19. Ít ngày trước, huấn luyện viên Shin Tae-yong dùng bữa thân mật với vài người bạn. Thật không may, một trong số đó dương tính với virus corona. PSSI, Hiệp hội bóng đá Indonesia hy vọng sự cố này không ảnh hưởng tới huấn luyện viên Shin, tờ báo này cho hay. Tổng thư ký PSSI Yunu Nushi cho biết trên trang chủ cơ quan này, ngay khi kết thúc kỳ nghỉ phép, ông sẽ bắt tay vào làm việc cùng đội tuyển Indonesia, chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2023 sắp tới. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đổ bể. Ông ấy phải cách ly và theo dõi sức khỏe từ đầu tuần, sau khi tiếp xúc gần với người mắc Covid-19. Các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ Hàn Quốc khiến ông ấy phải chịu sự giám sát trong nước, Yunu Nushi nói. Sau khi kết thúc quá trình cách ly tại Hàn Quốc và được xác định là an toàn, huấn luyện viên Shin sẽ trải qua hành trình tương đối dài trước khi trở lại làm việc. Nhà cầm quân này bay tới Malaysia trước và phải tự cách ly tại Jakarta 8 ngày. Hồi tháng 12 năm 2020, Hồng Quân tranh thủ quãng nghỉ của V-League để trở lại Siếc, hỗ trợ vợ sinh cậu con trai thứ hai. Tuy nhiên, anh chỉ có thể ở bên con vài ngày và phải lập tức trở lại Việt Nam để thực hiện cách ly, bắt đầu tập luyện trở lại cùng Than Quảng Ninh. Gia đình của anh vốn là Việt Kiều tại Siếc, nên khi vợ anh sang châu Âu vào năm 2019, cô cũng quyết định ở lại cho đến khi dịch bệnh kết thúc mới quay lại Việt Nam. Đây là lý do mà Kỳ Hân đưa các con ra sân bay đón Mạc Hồng Quân.
cậu con trai 7 tháng tuổi của anh ngơ ngác và không nhận ra bố. Siêu mẫu đăng tải đoạn clip và không giấu được niềm vui khi gặp lại chồng. Cô còn trêu đùa rằng, đúng là con trai không nhớ bố mình là ai. Trong thời gian ở Séc, cầu thủ của Quảng Ninh cũng đề cao việc giữ gìn thể trạng. Anh muốn tìm môi trường bóng đá để duy trì tập luyện. Hồng Quân cho biết, giai đoạn vừa qua anh chỉ ở nhà, không thể ra sân tập vì dịch Covid-19. Hồng Quân từng chơi cho Sparta Praha trước khi về Việt Nam thi đấu. Anh vẫn duy trì những mối quan hệ trong nghề nên kỳ vọng sẽ có đội bóng để mình tập luyện hàng ngày. Tiền vệ 29 tuổi dự kiến trở về Việt Nam vào giữa tháng 11 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội Quảng Ninh đang xếp thứ 3 V-League với 19 điểm sau 12 vòng đấu. Trong vụ việc Messi bất đắc dĩ rời Barca, có một người cũng đau đớn không kém, đó chính là tiền đạo Sergio Aguero. Theo thông tin trên chương trình La Porteria của BTV, cựu tiền đạo câu lạc bộ Manchester City đã yêu cầu các luật sư của mình xem xét lại hợp đồng và sẵn sàng khởi kiện Barca. Là đồng đội ở đội tuyển Argentina nhưng Aguero không giấu việc anh chọn Barca thay vì một đội bóng hàng đầu châu Âu khác, với lý do là muốn thi đấu cùng với người bạn thân của mình ở cấp câu lạc bộ. Khi đàm phán với Barca, chính Aguero cũng nói rằng anh sẽ chỉ ký hợp đồng chừng nào Messi ký giao kèo mới với Barca. Sau khi ký hợp đồng vào cuối tháng 5, Aguero mới khẳng định mong muốn của mình. Tất nhiên, tôi hy vọng được chơi cùng với Lionel. Tôi biết anh ấy rất rõ, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Những gì xảy ra với Leo là quyết định mà anh ấy và câu lạc bộ đã thống nhất. Thật tự hào khi chơi bóng cùng anh ấy, chúng tôi đã là đồng đội ở tuyển quốc gia. Việc chấm dứt hợp đồng với Barca vào thời điểm này có thể khiến Aguero bị phạt. Tuy nhiên, anh cũng có cơ sở làm điều đó nếu Laporta có cam kết về việc Messi ở lại. Tờ Telegraph đưa tin PSG, Messi và bố kiêm người đại diện của anh là ông George sẽ nói chuyện về nhau trong ngày hôm nay, mùng 7 tháng 8, để hoàn tất các điều khoản trước khi đại diện League One công bố thương vụ này. Messi dự kiến sẽ ký hợp đồng 2 năm với PSG. Tạp chí L'Equipe khẳng định mức lương của Messi tại PSG là 40 triệu euro một năm sau thuế. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng chia sẻ Paris Saint-Germain là câu lạc bộ duy nhất tiếp cận trực tiếp với Leo và Jorge Messi kể từ tối thứ năm, không sử dụng trung gian. Messi đề nghị hợp đồng với PSG bao gồm tùy chọn để gia hạn thỏa thuận đến năm 2024. Romano thừa nhận PSG đang rất gần với chữ ký của Messi. Dù ban đầu, đội bóng này không nhận thấy tính khả thi trong việc chiêu mộ chủ nhân 6 quả bóng vàng do ngại vướng vào luật công bằng tài chính. Nhưng sau khi xem xét mọi thứ, PSG tự tin có thể đưa lời đề nghị cho Messi